Lee Yori, Lee San Sun, cặp đôi người đẹp quái vật, hôn nhân viên mãn nhất K-pop. Lee Yori là nữ ca sĩ thế hệ đầu của làn sóng Hallyu, lan tỏa khắp châu Á. Cô tài năng, bản lĩnh, có giọng hát thượng đỉnh và phong cách trình diễn sexy theo bản năng, chứ không phải qua tập luyện mà thành. Lee Yori vẫn mãi là cái tên mà công chúng không thể quên. Cho đến nay, dù có nhiều thế hệ mới nối tiếp nhưng chưa ai có đủ sức để kế thừa danh hiệu nữ hoàng K-pop của Lee Yori. Lee Yori là con út trong gia đình gồm bố mẹ và bốn anh chị em. Phí sinh hoạt của cả gia đình cô trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ tiệm làm tóc, đồng thời cũng là nơi ở có diện tích khoảng 26m². Lee Yori hiếm khi bật khóc trên sóng truyền hình và một trong những lần đó là khi cô nhớ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tôi thậm chí không được đi học nhà trẻ. Tôi muốn đến trường mẫu giáo, học cách chơi piano và có một chiếc xylophone. Nhưng điều đó không thể thành hiện thực bởi gia đình chúng tôi quá nghèo. Nữ ca sĩ bật khóc trong chương trình Magic Eye của đài SBS. Cô bé Lee Yori khi đó đứng trước những thứ mình mong ước nhưng không thể có được, từng chán nản nghĩ rằng tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình nghèo như thế này. Tuy nhiên, sự chán nản buồn bã trong Lee Yori không lớn bằng ý chí, quyết tâm thay đổi cuộc sống. Sau đó, tuổi thơ nghèo khó cũng trở thành động lực để cô có được vị trí như ngày hôm nay. Thời điểm khi mới ra mắt, nữ ca sĩ sinh năm 1979 cũng không được đánh giá cao về tài năng âm nhạc. Giọng hát của cô bị che yếu và các nhà sản xuất đã phải nhiều lần điều chỉnh ca khúc để phù hợp hơn với khả năng thanh nhạc của cô. Rõ ràng, xét về tài năng và ngoại hình, Lee Yori không phải là cái tên nổi bật giữa hàng trăm thần tượng ra mắt mỗi năm ở K-pop. Thậm chí có khán giả từng nhận xét cô không đủ sức cạnh tranh với thế hệ đàn em như SNSD, Tiara hay Wonder Girls. Tôi muốn làm tốt hơn và luôn đổ lỗi cho bản thân. Vì tôi đã suy nghĩ như vậy, nên khi người khác thắc mắc tại sao bạn xấu như vậy, hay ca sĩ đại diện của Hàn Quốc nhưng lại không thể hát live, tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương, Lee Yori tâm sự. Vậy vì sao Lee Yori trở nên nổi tiếng? Câu trả lời là ngoài sự chăm chỉ nỗ lực, cô còn biết cách phát huy lợi thế. Hay nói cách khác, Lee Yori là chính mình với vẻ đẹp sexy gợi cảm nhưng cũng khỏe khoắn mạnh mẽ. Lee Yori từng nói, bản thân tôi không thể đạt được các tiêu chí để thành công ở xã hội này. Tuy nhiên, ngay cả khi bị đào thải, tôi vẫn đẹp theo cách của riêng mình. Tôi thấy mình hoàn toàn tốt đẹp mà không cần phải suy nghĩ về quan điểm và định kiến của người khác. Với phương châm sống là phải khác biệt, Lee Yori đã tạo nên chỗ đứng riêng cho mình trong ngành công nghiệp âm nhạc. Lee Yori hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc khoảng 20 năm, trong đó điểm khởi đầu là Fins KL ra mắt năm 1998. Nhóm nhạc này tập trung vào dòng nhạc pop, R&B cùng một số ca khúc ballad. Họ đã có nhiều ca khúc thành công vang dội trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, điển hình như Forever Love hay To My Friends. Sau đó, Fins KL đã trở thành một trong những nhóm nhạc huyền thoại của thế hệ K-pop đầu tiên. Chính thành công vang dội của họ đã tạo tiền đề để lớp đàn em như Wonder Girls, SNSD, Kara ra đời. K-pop phát triển lớn mạnh như hiện nay, một phần là nhờ kế thừa thành tựu kinh nghiệm của những thần tượng thời đầu, trong đó có Fins KL. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc, Lee Yori đã phát hành album solo đầu tay mang tên Stylist cùng ca khúc chủ đề Time Minute. Ca khúc thành công vang dội trên khắp các bảng xếp hạng khiến danh tiếng của Lee Yori tăng vọt. Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ ấn định cho mình một phong cách riêng, sexy và khỏe khoắn. Sau 5 năm hoạt động nhóm nhạc tan rã, Lee Yori tiếp tục phát triển sự nghiệp solo và sau đó trở thành ca sĩ tách nhóm thành công nhất Hàn Quốc. Ngoài việc định hình phong cách riêng, Lee Yori còn xây dựng thành công hình ảnh nữ quyền. Các sản phẩm âm nhạc của cô đều khắc họa hình ảnh người phụ nữ độc lập, cá tính và sống theo cách mình muốn, thay vì sợ hãi trước những phán xét của mọi người xung quanh. Hình ảnh này thể hiện rõ nhất trong album Monochrome phát hành năm 2013. Trong đó, ca khúc chủ đề Miss Korea thể hiện sự tự tin, dám vượt qua mọi khó khăn, thử thách của người phụ nữ. Còn ở Bad Girl, Lee Yori ca ngợi vẻ đẹp của những cô gái dám sống với tính cách thật, thay vì tỏ ra trong sáng, thánh thiện để lấy được cảm tình của những người xung quanh. Trong quá trình hoạt động, Lee Yori cũng không tránh khỏi thị phi. Trong đó, vụ việc đáng tiếc nhất là album Ed Logic phát hành năm 2010 bị tố đạo nhạc. Tuy nhiên, trước những sóng gió, Lee Yori đã có thời gian đủ dài và thành tích đủ ấn tượng để chứng minh được khả năng của mình. Năm 2020, sau 7 năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc, Lee Yori quay trở lại, đầu quân vào công ty con của SM, rục rịch chuẩn bị cho dự án mới. Cô cùng Yosesup và Biren lập thành một nhóm nhạc dự án có tên là SSAK3. Đây được xem là tân binh khủng long. Nhóm nhạc có 102 này với mỗi người một cá tính lại vô cùng lầy lội, khiến người hâm mộ cười không ngớt và không thể không yêu thích. Họ còn đặc biệt danh cho SSAK3 là tân binh ngang ngược. Bài hát Beach Again của họ ra mắt đã nắm giữ ngôi vương ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Sau khi rời SSAK3, Lee Yori nhanh chóng gia nhập vào nhóm nhạc dự án tiếp theo mang tên Driven Sisters, bao gồm Um Jung Hwa, Yessi và Hawasa Mamamoo. Và quản lý của nhóm không ai xa lạ chính là Jimizu, Ju Jae-suk.
ca khúc Don't Trust Me vừa mới phát hành chưa đầy một ngày đã đạt Real Time on Q. Cho đến ngày nay, mặc dù không hoạt động thường xuyên nhưng đối với mọi người yêu thích K-pop, Hyori là tượng đài bất khả chiến bại và cho đến nay không một ca sĩ solo nào có thể vượt qua cô. 20 năm hoạt động, tên tuổi của Hyori vẫn nổi như cồn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước khi đến với chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang-sun, Lee Hyori từng dính tin đồn hẹn hò với 4 người nổi tiếng vừa giàu có vừa đẹp trai như Biren, Lee Seo-jin, Sung Si-kun, Choi Sung-wook, nhưng họ cực lực phản đối tin đồn hẹn hò. Duy chỉ có tin hẹn hò với Lee Sang-sun là Hyori hoàn toàn công khai. Khi thông báo về chung nhà với nhạc sĩ Lee Sang-sun vào năm 2013, hầu hết tất cả mọi người từ trong và ngoài showbiz đều rất bất ngờ với quyết định này của Hyori. Lee Hyori từng thú thực cô không thích biệt danh người đẹp và quái vật mà công chúng đặt cho vợ chồng cô, nhưng tránh sao được khi ngoại hình gia thế đã trở thành những thứ buộc phải có khi khán giả nghĩ về người yêu của giới nghệ sĩ, đặc biệt là với một giọng ca nổi tiếng gợi cảm sexy như Lee Hyori. Trong khi đó, chồng Lee Hyori, Lee Sang-sun, không những không có ngoại hình nổi bật mà ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng rất bình thường. Bản thân anh tuy hoạt động trong môi trường giải trí nhưng lại không phải nhạc sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến. Lee Hyori từng tiết lộ rằng chính cô đã chủ động tán tỉnh chồng mình và nhận thấy Lee Sang-sun chứ không phải là bất kỳ ai khác chắc chắn sẽ trở thành chồng mình. Khoảnh khắc tôi quyết định phải cưới bằng được Sang-sun là khi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước vào độ tuổi mắt mờ tay yếu. Họ vẫn cùng nhau đi tới rạp chiếu phim vào mỗi buổi sáng. Sang-sun nói rằng anh chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Lee Sang-sun hoàn toàn khác những gì công chúng tưởng tượng. Bởi vậy, ngay khi cả hai công bố chuyện hẹn hò rồi sau đó kết hôn, không ít lời chê bai được đưa ra trên mạng xã hội. Và Lee Hyori biết hết những lời chê bai đó, cười nhạo đó. Chỉ có điều cô bỏ ngoài tai. Bởi với cô, Lee Sang-sun từ lâu đã là người đàn ông đẹp trai nhất. Điều quan trọng nhất Lee Sang-sun mang đến cho Lee Hyori không phải ngoại hình, càng không phải tiền bạc, bởi những thứ đó nữ ca sĩ đã có thừa. Thay vào đó, anh làm thay đổi con người cô và khiến cô tìm lại được hạnh phúc thực sự của bản thân mình. Mới đây, Lee Sang-sun chia sẻ bức hình chụp chung giữa anh và bà xã Lee Hyori lên mạng nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Trong hình, Lee Hyori diện đầm trắng gối đầu lên người của Lee Sang-sun, một nhân vật cũng đáng chú ý không kém là chú thú cưng. Các fan của cặp đôi thi nhau gửi lời chúc đến họ trong ngày đặc biệt của hai người. Họ mong Lee Hyori và Lee Sang-sun sẽ gắn bó cho tới lúc đầu bạc răng long. Cũng có không ít người chúc Hyori sẽ có tin vui bầu bí để gia đình thêm phần ấm áp trong tương lai. Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ quyến rũ giàu có hàng đầu tại xứ sở Kim Chi. Cô có trong tay khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên bản thân Hyori thừa nhận dù nổi tiếng sống trong nhung lụa nhưng cô thấy mình không thực sự hạnh phúc. Chỉ khi gặp Lee Sang-sun cô mới thấy ánh sáng của cuộc đời. Kể từ khi kết hôn, Lee Hyori rời khỏi thành phố phồn hoa, cô chọn sống trên đảo Jeju với chồng. Họ trồng rau, nuôi chó, nấu ăn và làm những điều họ thích. Cả hai đều không đặt nặng vấn đề con cái, nhưng gần đây, Lee Hyori cho biết cô cũng muốn cảm nhận thiên chức làm mẹ. Mọi người thường nói việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái là điều cao cả mà trái tim ta học được. Cô hy vọng mình có được trải nghiệm tuyệt vời trên.